Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 32. Dùng nước mơ muối lâu năm để nấu canh chua rất tốt. 32. Không nên nêm muối nữa vì mơ đã mặn, không nên dùng me chua. Ha ha ha, 问什么的说。